Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Thì sáng nay có cô đây ở Sóc Trăng lên viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh. Thì cô đến rất là sớm, cô là một vị khán giả đầu tiên trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2023. Thì cô có xem những cái clip của chúng em ở đây đăng lên rất là nhiều luôn. Thì cô đến đây thì cô có bánh bía của cậu Năm thích ăn nè cô chú anh chị. Đây là những cái bánh bía mà cậu Năm rất là thích ăn. Bên cạnh đó thì có hoa. Là cô cũng rất là tinh tế tinh tường luôn nha, là cô chuẩn bị cho là một cái bình. Đây là cái bình cô đem lên rồi cả nhà. Cái bình này cô mua ở đâu cô? Ở Sài Gòn hả? Ở đâu? Không, mua ở Mỹ Tú. Mỹ Tú. Mỹ Tú Sóc Trăng ạ. À. Từ Sóc Trăng đem cái bình đó lên luôn hả? Ừ. Wow. Hai cái đĩa cũng mua dưới đó mang lên. Dạ. Có nghĩa là cô mua cái bình hoa từ Sóc Trăng, từ hai cái đĩa cũng từ Sóc Trăng luôn. Còn cốt cũng Sóc Trăng mà bánh bía cũng ở dưới đó luôn. Rồi. Có mỗi trái cây là mua ở cổng thôi. Trái cây thì mua ngoài cổng ha. Hoa mua. Quá quý luôn cả nhà ơi, phải nói là một tình cảm của cô là cậu Năm phải thương cô, phù hộ cô dữ lắm khi mà cô lên đây luôn á. Phải ôm. Cũng không biết là Năm có phù hộ hay không, nhưng mà thấy như vậy thì mình dạ. Phải lên một lần nữa dạ. thì cũng Năm mới thấy là trong lòng mới thấy an tâm. Dạ. Tính là lúc trước là tính 100 ngày thì đi lên, nhưng dạ. mà đến hôm vừa rồi trong ngày thì trùng với ngày mẹ chồng mình. Dạ. Dạ. Là mình không lên được. Dạ. Phải nói là đến đây mấy lần rồi cô? Chưa có lần nào hết nay mới lên. Tại nhà cũng công việc cũng bận lắm nên là cũng không lên. Cô thì ở đâu cô? Ở Sóc Trăng nhé. Cô giọng cô ấy giọng người miền Bắc mà. Nãy giờ phát hiện ra hai người phát hiện. Cô ở đâu miền Bắc cô? Hưng Yên. Cô có chồng vào trong đây à? Không, hay là chị vào đây làm ăn chứ không chồng ở ngoài đó luôn. Dạ. Đi thắp nhang. Dạ. Đó thì cô chuẩn bị đầy đủ luôn cả nhà. Tất cả là đầy đủ luôn, có hai cây đèn cầy này của cô nè. Và thuốc thì của cô luôn, thuốc ba số nè, trái cây của cô luôn. Đây là chị gái nè. Chị gái là con gái của cô hả? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh hả chị? Chị làm ở đâu? Em làm ở Maldives. Maldives là nước gì vậy? Ấn Độ. Ủa. Vậy hả? Là chị làm cái gì bên đó? Du lịch ha. Rồi, nhưng mà sao chị ở Sài Gòn là chị mới về đây hả sao? Dạ em mới bay về tối hôm qua. Wow, vậy là bay về tối hôm qua để đi xuống đây hả? Dạ. Là có nghĩa là nếu mà nói Maldives nó là của Ấn Độ hay của nước Ấn Độ? Nó là nước Maldives luôn. Ồ, là nước Maldives luôn. Vậy hả? Ấn Độ. Chị mới à. Kiều mới về ạ. Là có nghĩa là chị làm du lịch bên đó. Dạ, em làm bên resort. Ồ, chị bên em... những hướng dẫn viên du lịch đúng không? Không, làm bên khu nghỉ dưỡng thôi. Dạ. Giống như nhà hàng khách sạn gì đó. Khách sạn. Dạ. Em là giáo viên dạy yoga trong khu nghỉ dưỡng. À vậy hả? Dạ. Dạ. Giờ mới ô, chị Vũ đi chị Vũ đi được nữa. Và phải nói là quá. Quá quý. Vậy là chị mới bay về được tối hôm qua. Dạ. Bay về tối hôm qua đưa mẹ lên đi. Đây. Dạ anh chào chú. Dạ. Dạ dạ chị thắp nhang kìa. Đây chú này rất là quen luôn, con chào chú. Đưa đám sớm. Dạ. Quyết định là phải ghé ha chú. Đi ngang. Dạ. À, chị kia. Hôm nay thì cảm giác sao chú? Cũng y như mỗi ngày. Y như mọi khi luôn hả? Bằng da gà bằng nổi. Đừng nói nhắc đâu quá. Coi nha. Nãy giờ đang im. Đang yên đang lành tự nhiên con nhắc gì hả? Cái hôm Thành Phát. À Thành Phát, à Thành Phát em có quay mộ đám tang nhiều lắm rồi. Phát là em quay đám tang mộ đám tang không. Nói coi chú anh chị ơi. Hôm nay thì chú ở nhà mộ dở cái gặp dở. Dạ gặp rỡ ra mấy hai ngày rồi chú. Dạ. Đó, rồi lên hả? Nữa nữa hả? Trời ơi. Lên đây lại luôn. Thấy rõ luôn nè nha. Cái này con xin lỗi chú, nó nổi da gà này giống như gà lòi luôn, nó bự luôn. Sao mà ngộ chú, sao chú có cảm giác ngộ thiệt chứ? Vậy giờ qua mấy mã kia em có. Không có hả? Chú cầm cái nón để hầu quên đó chú. Ngộ ta. Mà mỗi lần là chú đi ngang đây là chú bắt buộc là phải vào đây thắp nhang đúng không chú? Đốt thuốc hả? Đằng nào hả? Có dịp đưa đám thì đi ngang thì vẫn cũng phải ghé, mà có một lần tình cờ này nè, dạ. đi đi
Thành Minh đó, đi giếng mã. Dạ. Là mình cứ chở người bạn đi, là chủ cái cốt lõi là đi giếng cái mã đó, là công việc mình dài. Dạ. Mình vô tới ngồi giếng cái mã đó tự nhiên nhớ lại, ủa sao giờ không còn thuốc hay làm sao ra đốt thuốc trọng đây, y như là có ai nhắc, cái tự bỏ người bạn nó chạy đi mua thuốc vậy. Rồi. Thấy ông thấy thương. Dạ. Mà làm dở gạp lên vậy nhìn thấy đẹp nè. Gì hả chú? Đấy, đẹp. Sáng hơn đẹp. Nó có trời đất luôn vậy. Mình nó xanh khí À. Rồi từ cây cỏ luôn vậy nó mới giống ở ngoài từ con khí đúng không? Ừ, là qua duyên rồi mà. Ừ, qua duyên. Mình cứ mình che rất vậy thấy không đẹp, mà mã của ông rất là đẹp. Dạ. Để cái đạp nó âm u đúng không chú? Ừ. Che hết cái mẹ chú là ở chạy hàng. Dạ. Yeah. Thành Phát hả chú? Thành Phát. Thành Phát. Bình Dương. Dạ. Đó. Chào anh em hết nha. Dạ. Dạ chào chú. Thì chú đây á, thì mỗi lần đến đây á, là phải đi ngang đây là phải vào thắp nhang và đốt thuốc cho cậu Năm của chú anh chị. Không. Bữa nay có một đám mà. Được có một đám mà. Và bữa nay đi quả tán. Dạ. Còn nhớ là hôm trước chú có nói là nếu mà không vào thì giống như có một cái gì là cái lực gì nó chì nó kéo cái xe mình lại. Dạ. Qua đây. Dạ. Kiểu mà qua đây là hết à. Mà cho dù có gấp cỡ nào cũng phải vào thôi chú. Dạ. Chứ mà như ngày xưa cũng vô đốt mấy cái nói chung nghệ sĩ lớn như ở đây nhiều lắm nè, ví dụ như bà Dinh Huệ, ông Thanh Sang, ông Tư Còn. Dạ. Ông Văn Châu rồi nói chung ai cũng đốt hết đó. Dạ. Nhưng mà mấy người kia là chỉ một tuần lễ đầu tiên là thấy đông đông chứ đâu phải như được nhìn anh Năm sao linh thiêng sao mà không biết. Dạ. Mà anh đốt mấy người kia cũng bình thường chứ đâu có kỳ kỳ vậy. Mà có khi nào chú đây. Chú con hỏi là có khi nào chú mà tới đây đi ngang đây mà chú không vào thắp nhang và đốt thuốc là chú về luôn có sao không chú? Về không, luôn không, từ hồi nào giờ chưa có hồi nào về luôn hết, là không biết bữa nào chạy thử về luôn rồi chú. Nó y như có ai nhắc mình phải vô rồi vậy mới về. Dạ. Mới đốt mới về chứ. Dạ. À, bởi vậy anh em nhiều anh em đưa đám chung người ta về mất tiêu hết rồi. Dạ. Ủa sao mày lần nào mày đi ngang mày cũng ghé Vũ Linh đi sao ha, về sao ha? Mình đâu có nói anh chơi. Dạ. Ở dạ. Đâu dạ. Ờ, mà biết thế... khi nào ông tinh linh là ông linh luôn. Ờ. Mà có một cái sao hồi nào gì từ ngày ông mất giờ ngủ không có thấy nha. Ừ. Ngủ chưa thấy. Dạ. Nằm trên bao đi thấy ông lần mà sao chưa để hỏi rồi hả? Ờ, để hỏi còn sao mà kỳ hả? Có cho. Cảm ơn em nhé. Dạ dạ con chào chú. Nó cả nhà chú đây thì ở chạy hàng Thành Phát thì em cũng tiếp xúc với chú mấy lần rồi, chú nói là mỗi lần đến đây á là phải đi qua thắp hương và đốt cho chú cậu Năm Vũ Linh một đứa thuốc, chứ không thôi là cảm giác là nó nổi da gà. Cái này có em có ghi hình ảnh của chú anh chị và cái xe nó cảm giác là chì lại giống như có người kéo của chú anh chị. Đây là xe của chú nè, đưa tang đi qua đây đó, cả nhà thấy không? Đây của chú anh chị thì cả nhà thấy ha, là con đường của dẫn vào cổ Năm đã được khánh thành vào hôm qua. Nói từ khánh thành cho nó vui với hoàn tất xong từ hôm qua rồi cô chú anh chị. Đó, chị Loan thì đang lao bàn thờ lại. Nãy giờ thì cũng nói chung là mình cứ liên tục phụ. Mỗi người làm được gì làm, tại vì thời gian đây thì nói mà thật sự mà nói là còn đủ duyên thì mình ở đây cả nhà, còn đủ duyên thì ở đây để làm những việc mà bên cạnh mộ cậu Năm. Chứ đôi lúc nhiều khi duyên mình không còn nữa thì nó cũng không có ở đây được trực tiếp hoài, được ở đây như thế này đâu. Cái gì chị? Cái đó cái sáp này cày phải không chị? Cái đó phải kiếm cái dao kéo gì. Quá quý luôn được cô đến đây nè. Nãy giờ con mới hỏi ra là chị là ở nước ngoài. Chị làm bệnh là nhà hàng du lịch. Thấy cơ cô. Cháu làm về bên du lịch. Dạ. Rồi cháu về nghỉ phép. Dạ. Nghỉ phép hôm qua cháu bay đi Indonesia, cháu chơi mấy ngày, hôm qua cháu mới bay về Sài Gòn. Dạ. Bay về lúc 8 giờ tối ở Sài Gòn, rồi tôi từ nhà tôi lên Bình Dương. Dạ. Thì sáng nay cháu đón xe taxi ra Bình Dương. Dạ. Thì hai mẹ con lại bắt taxi về đây. Chị giỏi quá. Chúc lại bắt đi về. Dạ. Chị thấy giỏi. Cô lại mỗi ngày nó. Luôn nha. À. Mỗi ngày á. Vậy là cô nhận ra chị Loan ha. Ừ, thì thấy mỗi ngày mà thấy mỗi ngày. Cái đồ đen mặc đồ đen mà. Dạ. Lâu lâu thì có một cái chị mang mắt kính đen đẹp đấy. À chị Huệ, ở đây có nhiều chị dễ thương lắm. Dạ. Đến đây thấy cô này nhiệt tình với cậu thiệt, mà gần đấy không? Đấy. Bình Chánh lần chị cô. 80 cây số mà chạy xe máy nha. À, đi xe máy xuống đây á. Thấy hầu như ngày nào cũng có mặt. Hồi nãy chị nói là đi sáng sớm có buồn ngủ xém té sụp ổ gà tùm lum hết. Không thấy coi mỗi ngày là thấy dạ.
cái cô nó nhiều lắm. Dạ đi sớm quá đó, cái buồn ngủ. Vái trong bụng là mỗi 15 ngày dỗ cậu là lên được một lần. Dạ. Vái vậy đó. Dạ. Ồ, vái như vậy đó. Không, nhưng mà mình cứ mọi chuyện tùy duyên đi. Nhiều khi mình vái mà mình muốn đi mà nhiều khi đi không được. Cứ tùy duyên. Tất cả đều là tùy duyên. Con nghĩ là ở chùa hay là miễu đình, nhà thờ hay là mộ phần gì cũng vậy. Mình cứ tùy duyên cho nó sẽ hay hơn. Dạ. Nhà nghỉ mà cứ vô đó cái ngủ cái quá hay luôn, quá tuyệt vời. Vậy là một chút xíu nữa cô ở đây chơi xíu rồi bắt đầu là quay về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi là không, đi chị quay về Bình Dương, chị đi xe Bình Dương về. À từ đây bắt xe từ Bình Dương về ở... xe taxi chở ở ngoài đường. Mà Phương Trang đi Phương Trang về luôn hả cô? Chắc tên chắc thế quá, để thì về quay xem là xe nào về sớm thì mình về. Dạ. Không không sao, không ở lại chơi với con gái. Không, con gái chị về quê. Về quê tại vì cháu từ Indonesia cháu bay về Sài Gòn hôm qua là về chỗ bạn hôm qua. Yeah. Rồi cháu phải về quê là về nhà mình á. Yeah. Rồi đến thăm hai này cháu mới bay đi nước ngoài. Yeah. Chị có gia đình chưa cô? Có bạn chứ chưa cưới. À chị ấy là chị chưa có gia đình mà chị giỏi quá ha. Bay đi cách tả các nước luôn, nói là chị giỏi. Nãy không hỏi thì chắc cũng không biết. Nói chung là bơi chạy đấy lắm. Dạ, người ta đi hết đây hết đó là bơi chạy lắm. Dạ. Chỗ nào không có. Mà sao mà hay ha cô, từ Hưng Yên mà cô lại giống như là vào tới Sóc Trăng để làm ăn lập nghiệp trong đây hay. Thì hồi đó năm 97 thì cũng đi đại mà. Dạ. Đi vô đại rồi làm ăn thôi chứ đâu có biết chỗ nào làm được chỗ nào làm không. Giống như là lúc mới vào là còn rừng rú, còn không có đường á. Dạ. Đường đất không à. Dạ. Rồi còn thắp cái đèn cốc luôn á. Dạ. Chứ đâu có điện. Dạ. Rồi từ sau này thì dạ, giống như là mình tìm cái kinh tế á, đi tìm cái nơi cho kinh tế mà. Dạ, kinh tế. Đâu có đi à. Dạ. Quá hay. Bây giờ tụi trẻ tụi con mà muốn như cô như mấy cô chú hồi xưa cũng khó lắm, khó làm được cái chuyện. Dạ. Cô không chọn ở Di An, cô chọn ở Sóc Trăng. Thì đi vô đây nghề buôn bán làm lúa gạo mà thì mình có đâu có thì mình làm thôi. À vậy là cô buôn lúa gạo hả? Ừ. Bán thức ăn nó rất tùm lum, nói chung cái gì cũng có chứ. Cái gì? Dạ chắc cô cũng thành đạt lắm ha. Thì nói chung là đủ ăn đủ xài. Thì có đâu. Người miền Bắc mà vào đây là thành công. Quá quý luôn cả nhà. Rồi con cảm ơn cô ha. Rồi, rồi. Cảm ơn cô đã chia sẻ rồi cô rồi, có thể đi chụp rồi. Thêm hình tham quan thêm. Ở cô con chia sẻ cô ở trên ngay chỗ phía trên này nè, góc này nè, có một cái gọi là Linh Hoa Tệ Đàn, trên đó là có hình ảnh của cậu trên đó rất là nhiều. Cô nếu mà muốn mang lên trên đó hết à? Dạ mang trên đó hết rồi. Ở chỗ nào vậy? Cô đi ngay chỗ cái nhà đỏ đỏ này cô thấy không? Cái nhà đây. Cái nhà đỏ đỏ này có nhà một dạ đúng rồi, có một con đường chạy thẳng qua bên kia. Đi thẳng qua bên kia gặp một con đường nữa, bắt đầu cô đi xuống dưới kia. Giờ sao? Đi không gần à, đi bộ cũng tới nữa. Ừ. Là cô gặp cái giống như cái đó là một cái núi cô lông lăng phộng giống như cái suối tiên mình vậy đó. Nó cô đi thẳng vào trong đó. Đi lên trên lầu. Đi lên cái đó. Dạ, đi thẳng qua. Rồi có một đường đi thẳng đó. Dạ, thẳng qua. Rồi bắt đầu là rẽ phải đi thẳng rẽ vào. Phải là cứ thẳng hoài là cô nhìn thấy liền à, nó có một cái nó giống như một cái núi gì đó, giống như suối tiên á cô. Nó trong đó là rồi cô đi lên trên lầu 2 lầu 3 gì đó, trên đó là có lầu 2. Ở dưới lầu trệt là nuôi cá. Hồ cá. Còn lên lầu 2 là hình ảnh của cậu, lầu 3 là có Phật ở trên đó. Mình đi lễ Phật luôn cũng được. Có thắp nhang ở trên đó không? Dạ có thắp nhang, có nhang trên đó, cô thắp nhang. Có nhang rồi. Có nhang trong đó, cũng có nhang mà mình đem theo cũng được, tùy thôi. Dạ. Trên đó hình ảnh cậu nhiều lắm, cô đó cô có thể chụp. Thì hôm còn cái giạt thấy quá trời luôn. Dạ. Rồi cái đây 3 bữa mới dỡ giạt ra mới thấy mất hình luôn. Dạ. Rồi hôm qua thì thấy mưu gì đó. Ừ. Lưu chi ở đây nè. Dạ. Rồi nói đường này khánh thành nhé. Dạ. Hôm mới làm cục viên gạch đầu tiên rồi. Dạ. Hôm qua khánh thành. Dạ. Đó, thì con cũng đợi con gái ra thì đi. Dạ, chia sẻ cô lên đó tham quan luôn, sẵn mình tới đây rồi mình đi cho biết. Dạ. Tối đây cứ tưởng đâu là mang hình của cậu về ấy để. Dạ. Tàng để dạ. Đây. Dạ. Rồi con cảm ơn cô ha. Một xíu nữa rủ chị đi trên đó tham quan cho biết chứ, đã tới đây thì mình coi hết những cái kỹ vật của cô. Rồi. Ủa chị gái đi thắp hương hả chị cô? Dạ lên đó coi ảnh hay cô ha, nhìn ảnh chụp ảnh trên đó. Những hình ảnh của cậu là nằm trên đó hết trơn á. Thôi đi ông dắt tôi đi. Đây gọi con gái. Đi hậu ông dắt cho. Ôi, con ơi. Lấy con nhang ra. Đó. Cô có thể đem nhang trên đó chảnh thì cũng có mấy nghệ sĩ nổi tiếng trên đó cô, giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ nhà văn rồi trên đó nhiều. Con đứng lên con chụp thẳng cái này cho mẹ một cái hình không con. Con đi lên cho.
không không đi với mẹ lên chỗ chỗ bảo tàng mà để hình của Lâm. Hình như cấp nãy có đốt rồi mà. Có đốt chưa cô? Mình chưa đốt. À, chưa chưa để đốt gì ạ? Đi về Việt Nam bây giờ về qua lại đi. Đi nước ngoài vui ha, đi ngoài. Ở cái nước đó mà em không biết luôn ta. Cái đó là thuộc là nó là châu Á. Châu Á. Dạ. Các bạn dạ. Đảo mình bay qua đó cả buôn tiếng này cháy chưa? Dạ cháy rồi đó cô. Cô lấy một cái cây nhang cô cắm, cái nhang thấy rồi cô cắm. Dạ. Qua mấy nước? Qua xin xong rồi qua bên đó. Đấy là hai. Đi mẹ ơi. Trời. À, thôi thì chị một lát chị cũng lên linh qua tại đàn thì không biết là chị có ghé đây nữa hay không, thì em chúc chị ha nhiều sức khỏe, nhiều may mắn qua ở một cái đất nước gọi là xa xôi so với Việt Nam quê hương mình, thì em chúc chị thành công và nhiều thuận lợi may mắn luôn đến với chị ha. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Đây cả nhà, em cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở video khác ạ. À, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.